Toshiro là một sát thủ có kỹ năng né đạn thần tốc lấy mạng mục tiêu quỷ khốc thần sầu. Nhìn trên răng dưới bình xăng vậy thôi chứ chưa từng thất bại trước một đối thủ nào, chỉ tại hiệp hội sát thủ gần đây làm ăn sa sút phải giảm biên chế. Toshiro đành vì miếng cơm manh áo đầu quân cho một đoàn làm phim hành động. Với kinh nghiệm 10 năm trên chiến trận, Toshiro khẳng định mình thừa sức nhận vai chính và thực hiện nhiều pha võ thuật đẹp mắt. Nhưng thực tế nó lạ lùng lắm, Toshiro làm gì cũng đều bị đạo diễn mắng vì không hài lòng. Lão bắt anh phải diễn tập đi tập lại cảnh đánh nhau phải giống như trong kịch bản, vì muốn được thỏa niềm đam mê của mình là đóng phim hành động một cách chân thực nhất. Anh đã thu nhận một cậu diễn viên trẻ trong đoàn phim làm đệ tử, dạy cậu tất cả những tuyệt kỹ mà Toshiro chất lọc trong suốt 10 năm hành nghề. Hy vọng hai thầy trò có thể để lại cho đời những thước phim võ thuật hành động chân thực và đẹp mắt nhất chỉ với một chiếc điện thoại. Nói là làm liền, hai thầy trò nhanh chóng lên kịch bản rồi mang đi bán cho nhà làm phim nổi tiếng. Đây là hy vọng cuối cùng vì trước khi đến đây họ đã bị những người kia từ chối rồi. Thế nên khi thấy ông ấy bỏ đi, nam chính đã phải gạt đi sự tự tôn vốn có hạ đầu cầu xin. Nhìn thấy hai thầy trò cũng thành tâm nên lão ta đồng ý cho họ thuê bối cảnh để quay phim. Đó là một nhà máy được xây trên hòn đảo hoang trước chiến tranh, do đó nó không có điện cũng không có sóng điện thoại. Hai thầy trò không cần quan tâm đến vấn đề đó, chỉ cần có chỗ để quay là được. Nào ngờ khi đến nơi họ lại nhìn thấy một đoàn làm phim khác tầm hơn 5 người cũng đang quay phim hành động. Quy mô có vẻ chuyên nghiệp hơn so với đoàn phim của Toshiro, trong họ còn có đạo cụ hóa trang và đạo diễn đứng nhắc tuồng, đúng thật đầu tư không ít. Thấy sự xuất hiện của Toshiro, họ đột nhiên ngừng lại, giải thích rằng bối cảnh này họ đã thuê lại để quay một bộ phim bom tấn do tàu tài trợ, vì vậy nên nhóm Toshiro phải nhanh chóng rời khỏi đây. Lúc này nam chính mới phát hiện mình đã bị ông lão kia lừa, không lẽ đã mất tiền lại còn uổng công vô ích. Toshiro quyết định ăn thua đủ với đoàn làm phim đối thủ nhằm giành lại bối cảnh này. Hai bên chưa kịp giáp lá cà thì đột nhiên tiếng súng vang lên, lão đạo diễn bị bắn chết nằm vật ra sàn. Thì ra phía trong có một nhóm giang hồ đang truy bắt một cô nữ sinh chân yếu tay mềm. Gã cầm đầu nhìn thấy bóng người nên sai hai tên lính ra ngoài kiểm tra. Chúng vừa đến nơi đã bị Toshiro lên trỏ một phát hạ đao ván. Nam chính cầm hai cây súng trên tay, anh chợt nhận ra đây chính là cơ hội lớn nhất cho bộ phim của mình, là cơ hội để gây dựng phát triển tiền đồ. Bắt đầu từ bây giờ họ sẽ quay lại toàn bộ sự việc, biến nó thành nguồn nguyên liệu tốt nhất. Nhưng mọi người cố khuyên cho anh hiểu phim là hư cấu, sau đó chuồn đi. Tên trùm đang uy hiếp cô gái khai ra số hàng liền bị Toshiro bất ngờ tấn công. Mặt khác, đoàn làm phim kia vừa chạy ra ngoài thì phát hiện một cô bé mặt lạnh như băng. Vừa định đến hỏi cô định làm gì ở đây, lập tức bị xiên cho một nhát. Họ định bỏ chạy thì bị một nhóm sát thủ khác xuất hiện bóp cổ. Tới đây thấy hơi nhức nhức cái đầu rồi nha. Lúc này bên trong cô gái nói bố cô là chủ tịch băng nhóm tội phạm, vài ngày trước đột tử, thế là nổi lên cuộc chiến tranh giành tài sản thừa kế. Di sản mà ông để lại không phải tiền mà là 2 tấn mai thúy giấu trên hòn đảo này. Những tên sát thủ ngoài kia là đội ám sát riêng của Shishido, một gã đàn em do bị bố cô thất sủng nên cay cú sinh lòng thù hận. Mặt khác, nhóm băng đảng vào đến bên trong và phát hiện tay chân của chúng đã bị hạ gục. Nghe đâu có một tên võ thuật còn hơn cả anh Long đến đây gây sự. Nhìn thấy đàn em mình bị đánh ra nông nỗi này chắc chắn chẳng phải dạng vừa đâu, chúng bắt đầu ra lệnh phải truy lùng bắt bằng được Toshiro về. Nam chính ra ngoài thám thính tình hình và phát hiện có 2 tên sát thủ bịt mặt. Anh âm thầm tiếp cận chúng và bất ngờ tấn công. Một tên bị bắn hẹo, còn một tên anh lôi vào trong làm con tin, tạo thành cái bẫy dẫn dụ thêm những tên khác đến. Sau đó anh bất ngờ xuất hiện, cướp súng và dùng những tuyệt chiêu võ thuật cung phu để đánh hạ đối thủ. Đúng thật là đừng nhờn với mấy anh mồm lông mà còn tóc dài. Ngay khi đó, gã dâu kẽm Shishido gọi điện cho thuộc hạ qua bộ đàm thì gặp được Toshiro. Hắn ta thật sự tò mò muốn biết người mà hắn đang đối mặt là người cùng ngành hay cảnh sát trái ngành. Cả hai đều sai, tao chỉ đang sống vì người hâm mộ. Và Marima, con gái ông trùm, là một trong số những fan hâm mộ của tao. Nghe xong, bố con Shishido tỏ ra rất hứng thú để được chạm mặt với đối thủ lần này. Tuy nhiên lúc đó nam chính vừa chạm mặt một nhóm đàn em khác. Số lượng lần này cũng vẫn đông như vậy, không khác gì lần trước. Ít nhiều gì cũng phải từ 5 đến 6 tên trở lên. Ấy vậy mà Toshiro tuyên bố một mình tao chấp hết, thằng đến đụng tao trụng thằng đó. Từng tên bị đánh bại nằm chèm bẹp bầm dập như trái chuối. Toshiro nhặt được một chiếc mỏ lết làm vũ khí phòng thân. Vốn có thể giết người bằng thứ đó nhưng anh chỉ nhẹ nhàng tháo khớp đối thủ. Những tên từng qua tay của Toshiro quả thật không chết cũng bị thương, không tàn cũng phế. Shishido đến nơi nhìn thấy đàn em nằm la liệt đau đớn mà vẫn còn mạng sống, phát hiện ra Toshiro không có ý định kết liễu họ. Trong đầu hắn lúc này nghĩ đến chỉ có Thành Long mới làm được điều đó. Đột nhiên cơn thịnh nổ nổi dậy khiến hắn nổ súng giết chết vài tên thuộc hạ. Tiền lương của chúng đều được thêm vào cho những tên còn lại nếu sớm bắt được Toshiro. Phía bên kia, Maria vừa mới bỏ chạy được thì bất ngờ bị một bàn tay giữ lại. Hóa ra đó là đệ tử của Toshiro, cô chợt òa khóc lên vì sợ hãi, cầu xin đừng bỏ rơi cô một mình nữa. Cả hai bắt đầu tìm một nơi yên tĩnh rồi ngồi tâm sự. Chàng trai trẻ này ngày trước cũng từng bị bạn bè bắt nạt, thế nên anh mới có ý muốn tìm đến võ thuật để trở nên mạnh mẽ hơn. Bất chợt nghe thấy tiếng động ở gần, chàng trai trẻ tạm biệt Maria để tham chiến cùng thầy của mình.
Nhóm băng đảng xã hội gồm có 3 phía, một do Shishido lãnh đạo, một do con của hắn và một là nhóm còn lại. Toshiro vào một đường hầm và tiếp tục phải chiến đấu với cả nhóm sát thủ đánh thuê. Điều tôi cảm thấy thắc mắc là tổ chức này nghèo đến thế sao? Có súng mà không có đạn nên không một tên nào dùng để bắn hạ Toshiro, hay chúng được trang bị súng đồ chơi nên chỉ đeo trang trí cho đẹp mà không có công dụng gì. Nói nhỏ theo đạo diễn nghe được đạo diễn buồn đó. Các bạn xem phim tiếp này, Toshiro vừa hạ hết toán sát thủ này thì lại có một tốp khác nhào tới. Vậy chứ mà anh chỉ cần dùng tay không đi đường quyền thôi cũng đủ để đối phó với tất cả. Hào quang nhân vật chính đúng là không làm anh em phải thất vọng. Lúc Shishido đến nơi thì mọi thứ đã muộn, đàn em của hắn bị đánh rụng nằm như lá me rụng trước gió. Hắn chỉ biết ngẩng cao đầu hét to lên hai tiếng chửi đan mạch thành long. Toshiro nấp bên trong quan sát được tình hình nên vội dùng chiêu trò dụ hắn đuổi theo. Quả nhiên con cá mắc bẫy đi theo Toshiro vào đường hầm. Thế nhưng không ngờ con của hắn lại thả một chiếc bật lửa xuống đó. Rất nhanh một vụ nổ vô cùng lớn đã xảy ra mà không ai biết đã có chuyện gì. Mặt khác, Maria đoàn tụ lại với hai anh diễn viên và được họ đưa ra ngoài tẩu thoát. Không may vừa đi được vài bước đã bị tay sai của Shishido chặn lại. Đúng lúc chúng định bóp cò súng thì anh chàng diễn viên còn lại bay ra đạp một cước về phía chúng. Điều này khiến tên đeo kính cảm thấy bị xúc phạm. Hắn lập tức thách đấu so kèo tỉ thí với cả ba người họ. Vậy là màn ba đánh một nhanh chóng diễn ra, nhưng không ngờ cả ba người họ cũng chỉ là diễn viên chân yếu tay mềm nên bị dần cho tơi tả. Maria nhìn thấy cảnh tượng này không chịu nổi bèn phải dùng nơi cất giấu Mai Thúy ra để đổi lấy bình yên cho họ. Vậy là cô ta bị con gái Shishiro bắt đi, còn ba anh diễn viên cũng bị nhốt lại cùng một chỗ. Phía bên này, Shishido may mắn thoát chết khỏi vụ nổ khi nãy nhưng gương mặt cũng đã bị biến dạng. Hắn nhặt được chiếc điện thoại và phát hiện ra đoạn video phỏng vấn Toshiro. Bất thình lình Toshiro xuất hiện đá văng tên thuộc hạ ra rồi tấn công Shishido. Tên mặt thẹo lúc này rút một quả bom khói ra ném về phía nam chính. Nhân cơ hội này, Shishido bỏ chạy và đánh rơi lại chiếc điện thoại. Sau khi hắn bỏ đi, nam chính nhặt lại được chiếc điện thoại ấy và phát hiện đoạn video quay lén mình. Tại một diễn biến khác, con gái Shishido nói cho Maria biết về người bố tàn nhẫn của mình. Ông ấy đã giết chết mẹ cô và khiến đôi chân cô trở nên tàn tật như hiện giờ. Đó là lý do khiến cô ta vô cùng căm ghét bố của mình. Sau khi đi theo Maria đến nhà kho chứa Mai Thúy nhưng không phát hiện được gì trong đó. Con gái Shishido nói rằng mục tiêu của cô không phải số Mai Thúy này mà chính là cô Maria. Cả hai đều là con gái của kẻ sát nhân và đó không phải lỗi của chúng ta. Con cái vốn dĩ không thể lựa chọn nơi mình sinh ra và cô ta chỉ muốn có được một người bạn là Maria thôi. Thế nhưng Maria lại tỏ vẻ kinh tởm đối với con gái Shishido, điều đó khiến cô vô cùng thất vọng. Đúng lúc này, Shishido chạy đến thông báo cả băng đảng của ông đã bị một tên diễn viên phim hành động quét sạch. Đến lúc này hắn mới biết bao lâu nay đều đã bị lão trùng bố của Maria lừa. Không có số hàng này chắc chắn tất cả họ đều sẽ toi. Shishido bắt đầu quay sang đổ lỗi và trút giận lên Maria. Không ngờ con gái hắn vì muốn bảo vệ Maria mà đã hạ thủ với ngay cả bố của mình. Vừa hay Toshiro xuất hiện nên Shishido không thể chiến đấu. Con gái hắn mới giao mạng của Toshiro cho tên đeo kính râm xử lý. Lúc này tên kính râm vào trận nên tháo kính ra. Tôi sẽ tạm gọi hắn là tên có râu để mọi người dễ phân biệt. Toshiro trải qua 67-69 trận đấu từ sớm đến giờ nhưng sức lực vẫn còn tràn đầy năng lượng. Tuy nhiên chỉ vì một phút bất cẩn đã để tên râu dâm phát hiện ra sơ hở, từ đó đá anh một cước nội thương hộc cả máu mồm. Toshiro cố lấy lại bình tĩnh nhưng vẫn bị đấm thêm một phát vào mặt. May thay anh gỡ gạc lại được một cú tát yêu vào má đối thủ, khuôn mặt hắn giờ đây hiện lên ba vết cào mặc dù nam chính không hề để móng tay, đúng là nội công thâm hậu hơn cả chị dậu. Màn solo ngày càng trở nên gây cấn khi hai bên dường như ngang tài ngang sức, kẻ 8 lạng người 800 gram. Chỉ khác ở chỗ người vai chính còn người kia thì vai phụ. Khi cả hai đã thấm mệt thì bất ngờ Shishido đứng lên nổ súng về phía Toshiro. Vậy mà gã râu dâm lại đẩy Toshiro ra rồi hứng lấy hết toàn bộ số đạn Shishido vừa bắn. Nhờ những cú đạn lạc đó mà trên trần nhà thủng một lỗ to rơi xuống vô số bột trắng. Shishido hiểu ra vấn đề nên tiếp tục bắn thêm vài phát lên trần nhà, thì ra số Mai Thúy được lão trùm giấu trong số thạch cao này. Toshiro không quan tâm đến lô hàng cấm nhưng rất muốn biết lý do vì sao tên đệ tử từ nãy đến giờ vẫn thản nhiên cầm máy quay được hay thế. Akira trình bày cậu đã tự nhủ với bản thân rằng từ giờ sẽ luôn ở bên cạnh thầy mình cho đến cùng trời cuối đất. Nhưng cậu ta có điều muốn góp ý để Toshiro thay đổi. Nếu anh muốn thành công, anh buộc phải thay đổi. Anh phải cho phép mình làm điều mà trước đây anh chưa từng làm. Akira khuyên anh hãy giết con gái Shishido bởi cô ta đáng nhận phải điều đó. Không ngờ khi Toshiro từ chối thì Akira lại làm liều chạy đến đứng trước họng súng của cô ta và chỉ một cú bóp cò Akira đã hồn lìa khỏi xác. Toshiro lao về phía trước tránh né những viên đạn thật nhanh tiếp cận đối thủ. Một tay anh cầm lấy khẩu súng bên dưới gạt chân cô ta. Rất nhanh đã khống chế được không cho cô ta cử động. Đúng lúc nam chính không kìm chế được cảm xúc đưa tay lên bóp cổ con tin thì đột nhiên tổ đạo cụ xuất hiện. Mọi người hạ đèn chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Thế nhưng lúc này anh mới phát hiện ra không hề có sự tồn tại của Akira.
Có lẽ vì sự mất cân bằng trong tâm trí nên anh ta đã phải vẽ ra một nhân vật để đồng hành cùng mình. Ngay khi cuộc chiến kết thúc, cả Maria cũng thừa nhận từ đầu đến cuối Toshiro chỉ có một mình. Nói cách khác, có lẽ anh cần Akira như một người bạn tri kỷ khi mà trong thế giới thực tại không ai có thể cảm thông và chia sẻ thấu hiểu với anh. Vậy nên sự cô đơn không được thấu hiểu sẽ rất đáng sợ. Mỗi người trong chúng ta hãy cố gắng rèn luyện cho bản thân mình một tâm hồn thật mạnh mẽ để không bị nỗi sợ hãi và sự cô đơn nuốt chửng nhé. Nội dung bộ phim hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.